Vậy là sắp vụ trước đỉnh cao nhất Sài Gòn. Học ở đây tốn tiền lắm, nhưng mà tốn tiền đi nhậu với anh em thì hơi nhiều. Học ở đây cũng thường thôi, nhưng mà thường với các bạn còn rất là tuyệt vời đối với tôi. Ai bảo đây trái học cái thấu không được. Được vào đây tôi học bằng hai tay luôn này. Ai nói lớn tuổi học bê bơ không được. Tôi nè, gần 40 rồi, học phập phà luôn. Ok, trước đó là em đã từng học và em đã từng làm nghề tóc này cũng được khoảng 4 năm rồi. Thì do mình chưa học, chưa tới nơi tới chốn á, nên vô tình một ngày em đến trải nghiệm cắt tóc ở Vũ Trí thì được anh Hở ở đây là anh Ben giới thiệu cho mình là sắp tới bên Vũ Trí mình có một khóa học ở đây, muốn đăng ký học để mình học thêm những gì mà mình chưa biết hoặc là chưa tốt phần đó. Và cái nghề tóc này cũng như là một cái nghề mà ba mẹ em rất là thích, và đặc biệt là ba em hay tự hào về em, là hay khoe với bạn bè là tao có một người con trai làm hở cái tóc này nọ. Nhưng mà thật đến trước khay thì đầu năm nay ba em đã mất do dịch Covid. Thì sau khi mà cái tâm nguyện cuối cùng của ba em muốn cho em là được làm một người hở barber thực thụ và được thành công với cái đam mê của mình, em muốn thực hiện cái đam mê của mình, vừa thực hiện được cái thành công mình, đam mê của mình, và cũng thực hiện luôn là cái tâm nguyện cuối cùng của ba em. Thì ba em khi mà nhắm mắt thì có thể là yên tâm để mà ra đi. Khi mà để mà sau khi mà em học xong 6 tháng này thì em có thể làm tự tin và em có thể hốt lên rằng là ba ơi, con thành công rồi. Và cũng như là cái ước mơ cũng như khao khát của em mấy năm nay là được làm việc cho một hệ thống barber shop Vũ Trí lớn nhất nhì Sài Gòn này ạ. Thì thật sự ra thì mình, gia đình mình đã định cư ở hết ở bên nước ngoài rồi đó. Cho nên bây giờ là mình cũng sắp sửa để đi cùng định cư và sống chung cùng với gia đình rồi. Và bây giờ thực sự từ trước giờ thì mình học nghề, trước giờ là mình làm ở công ty của nước ngoài. Và mình cũng chẳng có nghề ngỗng gì hết. Và bây giờ thì đi như vậy thì cũng được anh em giới thiệu vào đây học. Thì mình mới quyết định vào đây học để có cái nghề đi nước ngoài. Thật sự thì trong thời gian qua học ở đây thì vui cũng có, mà buồn cũng có, mà nói chung mệt mỏi cũng có. Vì ở đây thầy khó khăn lắm. Thầy khó khăn về những cái bước mà căn bản. Trời ơi, thầy rất là nghiêm khắc về mấy vấn đề đó. Cho nên là học viên thì thật sự mà nói rất là ngán ngẩm. Nhưng mà khi mà qua những cái bước căn bản đó rồi thì thật sự mà nói là rất là hay. Và cảm ơn thầy rất là nhiều vì những cái căn bản đó mà mình mới nối tiếp được những cái chuyện khác trên cái một cái đầu của một con người. Thì như các bạn cũng biết, nghề barber hiện tại đang rất là hot trên thị trường thế giới nói chung và cách riêng là Việt Nam. Nhưng mà để chọn cho mình một chỗ học ưng ý thì có lẽ là một điều rất là khó đối với một người mà chưa biết gì về nghề như mình. Thì mình nghĩ đó là một cái duyên. Thì mình đang lướt trên YouTube thì mình có thấy ca khúc Mày Đi Đâu Đây của anh Blackby nói về barber shop Vũ Trí. Thì mình xem xong thì mình mới wow, rất là ngầu, rất là tuyệt vời. Thì mình mới bắt đầu tìm hiểu về barber shop Vũ Trí. Và cũng rất là may mắn nữa là anh có một anh thợ cùng ở quê với mình đang làm trên này. Thì mình có hỏi anh và anh hướng dẫn cho mình cách đăng ký và mình đã có mặt ở đây. Thực ra thì mình cũng đã từng tiếp xúc với nghề tóc được một khoảng thời gian dài rồi. Mình học từ người nhà của mình. Trong một buổi chiều thì mình có thấy một cái, đang lướt Facebook thì có thấy một clip về thầy Tuấn Anh đang dạy các anh em thì u là trời, quá là chuyên nghiệp. Mình cảm thấy rất là thích, cũng đang muốn phát triển bản thân mình hơn nên mình đã quyết định chọn và học ở Vũ Trí Academy. Tuy là như em đã nói ngay từ đầu là tuy là em đã có kinh nghiệm trước cũng như là cái tay nghề trước rồi, nhưng mà những ngày đầu tiên đến lớp á thì mọi thứ nó khiến em cảm giác là nó ngỡ ngàng và bỡ ngỡ, từ cái cách mà học về cái cầm tâm đơ, cầm kéo hay là cái tư thế cắt này nọ, nó đều rất mới mẻ với em và nó tạo một cái độ chuyên nghiệp cho em, nên cảm giác là em như một chân trắng khi mà bắt đầu học ở đây. Và cũng nhờ cái thầy Tuấn Anh là chỉ dạy cho em những cái khuyết điểm mà trước đó em đã chưa biết được, hoặc là những cái mà em chưa hoàn thiện để em có thể làm sửa đổi hay thay đổi lại từ đầu, từ trang giấy trắng lên đến khi mà em bắt đầu làm. Và ngoài khi mà em học ở đây, em còn học về cách cắt tóc, em còn học về phay, đã thu cũng như là hóa chất được các thầy dạy rất là tận tình, cũng như là chuyên sâu về đó. Mà cái
khó khăn lớn nhất của khóa em là dính vào ngay đợt dịch, là tụi em phải mất trong khoảng 4 tháng ở nhà và không được đến lớp. Mà tuy vào đó thì thầy Tuấn Anh có chia sẻ trên group là những về cái thao tác cắt cũng như là những chia sẻ về những kiểu tóc để cho các anh em có thể là ở nhà có thể là được cắt tóc cho gia đình cũng như là bạn bè xung quanh để mình không thể quên bài được. Và mỗi ngày thì em đều học ngày mới, là một ngày hôm nay em học về cắt tóc thì ngày mai em có thể học được về hóa chất, để cho một ngày của em học đến là mỗi ngày mọi thứ nó đều mới mẻ hơn, nó không bị nhàm chán đi một ngày và có đạo lùm đực để em đến lớp nhiều hơn. Thì học ở Vũ Trí thì thực sự mà nói mới đầu vô thì mình ngỡ ngàng nhiều điều lắm, vì mình lớn tuổi rồi, cái việc học nó cũng hơi khó khăn, rồi lớp nào cộng với công việc này nọ mọi cái mà mình rất là bỡ ngỡ. Nhưng vì bây giờ cuộc sống thì mình phải cần có một cái nghề nào đó để cho cái tương lai mình nó định hướng một cách tốt đẹp hơn, thì mình phải vượt qua những cái điều đó. Khi vào và mình còn khó khăn ở cái điều cái chỗ nữa là những bước căn bản, thật sự từ xưa đến giờ về cầm kéo mình không biết gì về cầm kéo hết, trăm ngàn khó khăn đến với mình từ kéo đến lược và những căn bản của thầy dạy trôi vô về, mà mình phải học ngay học đêm mình mới vượt qua những cái khó khăn đó. Và cho đến ngày hôm nay thật sự mà nói là cái việc học của mình nó tiến bộ là nhờ thầy rất là khó khăn, rồi thầy rất là khắt khe và cho có công việc mà học tập. Lúc đầu vô mình giận thầy lắm, thầy cứ ép cứ bắt mình hoài, nhưng khi mình đã thành thạo rồi, mình cầm lược cầm kéo rồi, mình thành thục, mình nhuần nhuyễn rồi, lúc đó mình mới cảm nhận được những gì thầy trao dồi cho mình trong cái việc học. Thật sự mà nói thì đối với một người mà chưa biết gì về nghề như mình thì việc học có lẽ là một điều rất là khó khăn. Khó khăn rất là nhiều cái, ví dụ như là khó khăn về tiền bạc nè. Thời gian đầu lên đây thì mình phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, để lo cho tiền trọ này, tiền cơm nước, và khó khăn về cả việc học nữa. Thời gian đầu khó khăn lắm, nản vô cùng. Mình không nghĩ là mình có thể vượt qua được luôn á. Nhưng mà nhờ sự động viên của thầy Tuấn Anh thì mình đã khắc phục được những điều đó, và ngày hôm nay thì mình hiện tại đang học rất là tốt. Trong khoảng thời gian mà ở Vũ Trí thì em đã được học rất nhiều từ thầy Tuấn Anh và các anh em. Đặc biệt là thầy Tuấn Anh đã nhận ra được những cái lỗi sai cơ bản của em trong khoảng thời gian trước, và thầy đã đưa ra phương án tốt nhất để khắc phục tốt cho bản thân của em. Và em đang cảm thấy là bản thân mình đang chuyên nghiệp hơn. Các bạn muốn thấy mình quay kéo không? Chuyên nghiệp lắm đúng không? Đối với Vũ Trí Academy thì mình cảm nhận được nha. Cảm nhận được đây giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy đó. Anh em này, thầy, sư phụ, động viên, và mình cảm nhận được cái sự vui vẻ, nhiệt tình của thầy, sư phụ và các anh em rất là nhiều. Thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến thầy và hai sư phụ, và chúc cho thầy và hai sư phụ được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công để đào tạo ra những barber chuyên nghiệp trong tương lai. Trước tiên thì mình gửi lời cảm ơn đến thầy Tuấn Anh, sau đó vào lớp trưởng và những bạn ở trong lớp đã cùng mình đồng hành vượt qua những cái khó khăn, bước căn bản ở một người học barber chuyên nghiệp thì lúc nào cũng cần phải những bước căn bản đó. Và bây giờ những bước căn bản đó thì nói chung là mình đã thành thục và nhận diện cái cách cầm kéo và lược. Mình rất là vui và cảm ơn với thầy với bạn rất là nhiều. Dạ, tuy là em chỉ mới học ở đây tầm khoảng 4 tháng thôi, nhưng mà những gì mà các thầy cũng như là hai sư phụ để lại cho em rất là nhiều, từ về cách mà em học về tóc cũng như học về đạo đức, cũng như thái độ về một con người làm sao để có ích cho xã hội về sau này, cũng như trở thành một người barber thực thụ để tạo ra những kiểu tóc đẹp để đời về sau này, để làm đẹp cho đời. Cũng như là em cảm ơn các thầy, đặc biệt là thầy Tuấn Anh và hai sư phụ đã chỉ bảo em, và có đôi khi thì làm thầy các thầy buồn hoặc là không nghe lời, hoặc là như là đó làm cho các thầy buồn và hay là các thầy la. Mà không nhờ những lời dạy bảo đó hoặc là những lời la rầy đó thì em chỉ vẫn sẽ không bao giờ lớn và trưởng thành như ngày hôm nay được, và chỉ vẫn là một con nhóc chưa bao giờ lớn thôi. Yeah. Chúc tất cả các anh em học viên barber ở đây cũng như bất cứ ở đâu đều rèn luyện thật tốt và giữ vững cái đam mê của mình với nghề barber này.